Chào tất cả các bạn, hôm nay ta sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế sữa tươi trân châu đường đen thì gồm có như sau. Mình dùng sữa tươi thanh trùng, mình sẽ cho 80ml. Rồi mình cho thêm 10ml kem béo thực vật, hay là mình gọi hiện giờ mình đang sử dụng là lít nhỏ. Rồi đó, sau đó mình sẽ đổ vô shaker. Rồi mình sẽ cho một ít đá vô. Rồi mình đậy nắp lại. Rồi mình lắc mạnh lên nha các bạn. Rồi sau đó mình gỡ ra. Rồi mình sẽ cho 50g, đầu khoảng 50g trân châu. Hay là khoảng cho 50ml cũng được ha. Rồi mình sẽ đổ trực tiếp vô đây. Rồi sau mình sẽ đổ hết tất cả sản phẩm trực tiếp ra. Rồi mình cho thêm đá vô. Rồi sau đó các bạn cho thêm một ít trân châu đường đen ha. Rồi mình sẽ để bên trên. Rồi mình cho chút xíu khoảng đường đen để trang trí thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ cho một cái ống hút. Và đây là sản phẩm của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.